Vậy chứ mà khó lắm nha, trải qua cơn bệnh biết liền. Con kể một câu chuyện ngày xưa ở một ngôi chùa quê, có một vị hòa thượng suốt đời ăn chay niệm Phật, đạo hạnh rất là quý. Bỗng nhiên cuối đời hòa thượng lâm trọng bệnh. Lúc hòa thượng lâm trọng bệnh đó, cái cơ thể của hòa thượng yếu dần, cái tự nhiên hòa thượng thèm một tô cháo gà quý vị. Hòa thượng mới thỏ thẻ nói với một cái người Phật tử thân tín thường hay đến chùa làm công quả. Hòa thượng nói: "Con ơi, chết rồi. Lúc mà thầy bệnh hoạn như thế này sao thèm, tự nhiên nó khởi lên, khởi cái tâm vọng tưởng nó thèm một cái tô cháo gà quá. Nhưng mà tuyệt đối nghe con, thầy thèm kiểu nào cũng đừng có cho thầy ăn nha. Để thầy giữ thanh tịnh trai giới một đời, chết dinh hơn sống nhục." Thầy nói vậy. Người đệ tử thương ông thầy, thương cái kiểu gì mà về nhà giết một con gà, nấu cháo ở nhà không dám nấu ở chùa nha. Đậy múc một tô xong rồi để trong cái nồi, đậy nắp lại bưng tới chùa. Đợi chiều tối đó không còn Phật tử nào lai giảng. Cái cô Phật tử này mới đem tô cháo đến nói: "Thầy ơi, thầy ngồi dậy ăn miếng cháo cho khỏe đi thầy." Lúc mà ông thầy cũng mệt mỏi, mê man mệt mỏi, nghe đệ tử đem cháo đến thì mã hả miệng ra ăn vậy thôi, chứ đâu biết mình ăn cái gì. Ăn đến cái cuối cùng mới dướng phải miếng xương gà. Dướng phải miếng xương gà, cái ông thầy cũng mới gỡ ra, ông nhìn, ông hỏi: "Ủa cái này là cái gì vậy?" Cái người đệ tử mới nói: "Tại thầy nói thầy thèm cháo gà, cho nên con đã lén về nhà, con làm thịt con gà nấu cháo cho thầy ăn. Con nghĩ rằng trong lúc thầy bệnh hoạn thiếu chất trong người cho nên nó thèm khát vậy đó. Biết đâu cho thầy ăn, có đầy đủ sức khỏe rồi thì thầy hết bệnh, cho nên con mới nấu cháo gà cho thầy ăn." Nghe tới đây rồi ông thầy ông trợn mắt lên, giận quá. Một đời mấy chục năm tu hành của mình để cho cái người đệ tử này phá hủy hết rồi. Giận quá ông trợn mắt lên, ông kêu trời rồi đứt bóng quý vị. Thì khi mà vừa đứt bóng một cái, tái sanh trở lại làm quỷ, loài quỷ. Tối đêm nào con quỷ này nó cũng xuất hiện và nó than nó kêu như thế này: "Đau bệnh nằm liệt giường nên phải hấp cháo xương." Con quỷ nó than vậy đó ha. Có một hôm cái chùa đó bỏ hoang luôn, tại vì con quỷ này nó cứ rên vào lúc nửa đêm canh ba là nó xuất hiện, nó rên kiểu đó ai dám ở. Mấy thầy ở trong chùa trốn mất tiêu hết trơn, bỏ chùa đi hết rồi. Cái ngôi chùa hoang phế tiêu điều nửa năm như vậy. Một hôm có một vị cao tăng đi du quá ngang ngôi chùa quê này, không có nơi nương tựa mới ghé vào ngôi chùa hoang này ở. Người ta nói: "Thầy ơi, thầy ở ban ngày thôi, ban đêm thầy đừng ở nghe, chùa đó có quỷ đó." Ông thầy cũng nói: "Thôi sao, quỷ nó sợ tăng chứ tăng không có sợ quỷ." Tối đêm hôm đó thầy ngồi thiền, thầy ngồi niệm Phật. Thầy niệm đến nửa đêm thì thầy nghe tiếng của con quỷ nó kêu: "Đau bệnh nằm liệt giường nên phải húp cháo xương." Vị thầy này mới quạ vô hai câu nữa: "Ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật qua Tây Phương." Nếu mà lỡ lúc mà đau bệnh nằm liệt giường mê man không biết, lỡ ăn cái tô cháo thịt cháo xương đó rồi, thì bây giờ mình giữ ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình thanh tịnh thì đồng Phật qua Tây Phương, mắc cái gì chấp vào cái tô cháo gà đó để làm loài quỷ như vậy. Chỉ cần giữ ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật qua Tây Phương. Nghe hai câu qua lời khai thị của vị cao tăng đó mà con quỷ đó bỏ cái kiếp quỷ, tái sanh trở lại làm người đó quý vị ơi. Tái sanh trở lại hết thành loài quỷ rồi. Kể từ ngày hôm đó người ta không còn nghe con quỷ kêu than vào lúc nửa đêm nữa. Cho nên quý Phật tử lưu ý nghe, dặn dò con cháu, bởi vì quý vị ở tại gia mắc kẹt cái hoàn cảnh chướng ngại này nhiều lắm. Lúc mình đau bệnh mình không biết gì hết á, con cháu nó lợi nó đổ cháo gà, cháo vịt, cháo thịt cho mình ăn. Mà cả đời mấy chục năm ăn chay niệm Phật mà lỡ nó có đổ như vậy, tâm mình thanh tịnh là được rồi. Đừng chấp cái tô cháo gà, đừng chấp cái tô cháo vịt, đừng chấp cái tô cháo thịt đó mà sân lên một cái rồi đọa chướng ngại cho sự vãng sanh nha quý vị. Nó lỡ nó có đúc mà mình không hay, tâm mình chay là được rồi, thấy không? Để giữ cái tâm thanh tịnh, nhiếp tâm niệm Phật, theo Phật về Tây Phương, chứ bị đừng bị chướng ngại ở chỗ này.